Đây chương trình Tơ Lòng trên phím nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn vô điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên phím nhạc kỳ thứ 36, nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình Tơ Lòng trên phím nhạc xin trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi trên thế giới. Xin thân mến gửi lời cầu chúc sức khỏe và mong ước mọi điều bình yên tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Chương trình Tơ Lòng trên phím nhạc kỳ thứ 36 hôm nay sẽ hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ rất nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến, đó là nhạc sĩ Văn Cao. Cuối thập niên 1930, khi tân nhạc Việt Nam mới ra đời, ở Hải Phòng, Văn Cao tham gia vào nhóm đồng vọng của Hoàng Quý cùng Tô Vũ, Can Thân, Đỗ Nhuận và bắt đầu sáng tác. Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1923 tại Lạc Tray, Hải Phòng, nhưng quê gốc ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Xuất thân trong một gia đình công chức, cha của Văn Cao vốn là giám đốc nhà máy nước Hải Phòng. Thuở nhỏ, Văn Cao học ở trường tiểu học Barnau, sau lên trung học tại trường dòng San Joseph, là nơi ông bắt đầu học âm nhạc. Cùng nhóm đồng vọng, Văn Cao sáng tác một số ca khúc hướng đạo vui tươi như Gió Núi, Anh Em Khá Cầm Tay. Cũng trong thời gian ở Hải Phòng, Văn Cao quen biết với Phạm Duy, khi đó là ca sĩ trong Gánh Hát Đức Huy. Năm 1940, Văn Cao có một chuyến đi vào miền Nam. Trong khi ngừng chân ở Huế, Văn Cao đã sáng tác bài thơ Một Đêm Đàn Lặn Trên Sông Huế, được coi là bài thơ đầu tay của ông. Năm 1942, nghe theo lời khuyên của Phạm Duy, Văn Cao rời Hải Phòng, lên Hà Nội. Ông thuê căn gác nhỏ số 171 phố Montgrant và theo học dự thính tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Văn Cao còn viết truyện đăng trên Tiểu thuyết Thứ Bảy. Năm 1943 và năm 1944, Văn Cao hai lần xuất hiện trong triển lãm Salon Unique tổ chức tại nhà sắt khai trí Tiến Đức tại Hà Nội với các bức tranh sơn dầu như Cô Gái Dậy Thì, Sám Hối, Nửa Đêm. Đặc biệt tác phẩm Cuộc Khiêu Vũ Của Những Người Tự Tử được đánh giá cao và gây chấn động dư luận. Tuy được báo chí khen ngợi, nhưng tranh của Văn Cao không bán được. Ông trải qua một thời gian dài ở Hà Nội trong thiếu thốn. Cùng bạn bè, Văn Cao thường phải đứng bán các tác phẩm của mình trên các đường phố Hà Nội, Hải Phòng. Nhìn chung, Văn Cao là một người đa tài, viết sách, làm thơ, vẽ tranh và nhất là âm nhạc. Văn Cao sáng tác không nhiều, nhưng các thể loại sáng tác của ông lại đa dạng và phong phú. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị
một số sáng tác của người nhạc sĩ này theo những khuynh hướng sáng tác khác nhau của ông. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về khuynh hướng sáng tác hùng ca của Văn Cao. Và ca khúc đầu tiên sẽ được giới thiệu đến quý vị là nhạc phẩm Bắc Sơn. Bắc Sơn được Văn Cao sáng tác năm 1946. Theo những tài liệu được ghi lại, thì ca khúc Bắc Sơn của Văn Cao được ông soạn cho một vở kịch có cùng tên của Nguyễn Huy Tưởng. Sau khi được nhờ soạn nhạc cho vở kịch này, người nhà của Văn Cao đã kể lại rằng bữa cơm trưa hôm đó, người ta thấy Văn Cao đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì đó trong suốt bữa ăn. Khi người nhà đến dọn mâm, ông ngăn lại. Mọi người thấy Văn Cao lấy đũa, gõ vào từng chiếc bát một cách chăm chú. Sau đó, ông lại xếp những chiếc bát trước mặt, lần lượt theo âm thanh từ thấp đến cao, tạo thành một bộ đàn gõ bằng bát. Văn Cao lấy đũa gõ tới gõ lui, những âm thanh ngân lên giữa đám bát đũa vô hồn. Một hồi lâu như thế, Văn Cao bỗng bừng sáng khuôn mặt. Ông lặng lẽ đứng dậy, ngồi vào cây đàn piano và viết ngay ca khúc Bắc Sơn. Nhạc phẩm này đã trở nên một trong những bản hùng ca nổi tiếng nhất trong thời kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ. Duy chỉ có một điều đáng buồn cho người nhạc sĩ sáng tác ca khúc này, đó là ông đã từng ước mơ có cơ hội đặt chân lên vùng đất Bắc Sơn. Tất cả những gì ông đã viết chỉ đến từ trí tưởng tượng phong phú của ông mà thôi. Mãi cho đến cuối đời, ước nguyện ấy của ông vẫn không thực hiện được. Văn Cao đã sống ngay trên đất nước mình, một đất nước luôn rêu rao rằng độc lập, tự do và hạnh phúc. Thế mà một ước mơ đơn giản như một lần đến viếng vùng đất Bắc Sơn lại là một khó khăn không thể thực hiện được. Bắc Sơn đã là nơi cảm hứng cho ông sáng tác ca khúc này. Giấc mơ ấy lại không thể nào trở thành hiện thực. Đây cũng là một điều khó thể lý giải được tại sao. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Bắc Sơn của nhạc sĩ Văn Cao. Ôi con đâu đây sấm chạm và mùa gió, đau lòng bao năm sống lầm than đây đó. Ai về châu xưa nhớ hồi máu thấm cây rừng, còn vang khe núi tiếng quân oai hùng. Lớp lớp chiến đấu làng sớm tung quay cờ, giữa vùng trời núi nhớ bao nhiêu hận thù. Dân quân du kích cánh mạng bừng mùa thu, sao vương bóng cờ bay trên chiến khu. Bắc Sơn, đây mùa xuân, đây mùa sau mùa trôi. Từng xác lấp đất máu xương, nhà đốt cầm dao cầm súng, dân quân cùng ra xa trường. Bắc Sơn, Bắc Sơn, Bắc Sơn, Bắc Sơn, Bắc Sơn, đây núi rừng chiến khu. Nay toàn dân say gió lạnh bên khe suối, khi nhìn châu xưa bóng cờ mấy cánh sao vàng, đồn cao gạch đá nếp mây huy hoàng. Con chiến sĩ bước về châu xưa xây đồ, và người Việt mới quyết hy sinh một lòng. Cơm đao chung sức phá xiềng cùng chặt cơm, ra tay đắp nền xây châu Bắc Sơn. Bắc Sơn, xây mùa sông, xây mùa sông trôi. Bắc Sơn, dân cứu cầm nhật thì mùa cầm. Bắc Sơn, xây mùa sông, xây mùa sông. Bắc Sơn, không có người dưới thôn. Rằng Pháp tan át dây xeo, từng xác lấp đất máu xương, nhà đốt cầm dao cầm súng, dân quân vùng ra xa trường. Bắc Sơn, rơi ra xa trường, rơi ra xa trường. Bắc Sơn, đây núi rừng chinh phục. Bắc Sơn, rơi
đều đây sấm chạm và mùa gió. Đau lòng bao năm sống lầm than đây đó. Ai về châu xưa nhớ hồi máu tâm nghề rừng. Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng. Làng sơn tung vai cờ, giữa vùng trời núi nhớ bao nhiêu hận thù. Dân quân du kích cánh mang mừng mùa thu, sao vương bóng cờ bay trên chiến khu. Bắc sơn dây mưa trôi, dây mưa sau mưa trôi. Anh dân đi mua gấm mờ, bắc sơn gì bóng trắng, gì bóng trắng hồi xưa. Bắc sơn không bóng người dây hồn. Tàn át dây xeo, từng xác khắp đất máu xương. Nhà đốt cầm dao cầm súng, dân quân cùng ra xa trường. Bắc Sơn, Bắc Sơn, dây đất xa trường sơn. Bắc Sơn, đầy núi rừng chinh phục. Nay toàn dân say gió lạnh bên khe suối, khi nhìn châu xưa bóng cờ mấy cánh sao vàng, đồn cao gạch đá nếp mây huy hoàng. Toàn chiến sĩ bước về châu xưa xây đồ, và người Việt mới quyết hy sinh một lòng. Cương đao chung sức phá xiềng vùng chặt công. Ra tay đắp nền xây châu Bắc Sơn, Bắc Sơn xây hoa sơn chảy hoa sau mùa trôi. Dân cứu cầm nhật thì Bắc Sơn gì bóng trắng gì bóng trắng hoa sơn. Bắc Sơn không bóng người dưới thôn. Rằng pháp tan át dây xeo từng xác khắp đất máu xương. Nhà đốt cầm dao cầm súng dân quân cùng ra xa trường. Bắc Sơn rơi cho xa trường sơn, rơi cho xa trường sơn. Bắc Sơn đầy núi rừng chinh phục. Bắc Sơn rơi cho xa trường sơn, rơi cho xa trường sơn. Bắc Sơn đầy núi rừng chinh phục. Nhạc phẩm thứ nhì thuộc thể loại sáng tác hùng ca của Văn Cao mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị kế tiếp là một bản hùng ca có tựa đề Chiến sĩ Việt Nam. Chiến sĩ Việt Nam là một ca khúc đã được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào những năm đầu của thập niên 40. Đây là một bài hùng ca mà toàn bộ nhạc phẩm có âm hưởng lôi cuốn, phấn khích, tạo cho người nghe một cảm giác phấn chấn, tự hào về những chàng trai trẻ bảo vệ quê hương. Toàn ca khúc là lời hiệu triệu hào hùng với hào khí ngất trời. Người chiến sĩ Việt Nam trong nhạc Văn Cao hiện ra đẹp như một giấc mơ. Trong những áng văn thơ xa xưa như Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đoàn Thị Điểm, thuở mà những chàng trai hào kiệt với chiến bào nhuộm đỏ máu quân thù, với thanh gươm mà mỗi khi vung lên là bao quân thù gục ngã, và với con chiến mã dũng mãnh tung hoành giữa chốn binh đao. Chí làm trai dập nghìn da ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao, giã nhà đeo bức chiến bào, thét roi cổ vị ào ào gió thu. Và là trang nam nhi hào kiệt thì cho dù có phải chết nơi xa trường thì cũng da ngựa bọc thây, và là một sự lựa chọn ra đi trong vinh quang của người chiến sĩ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc hào hùng về những người chiến sĩ Việt Nam đã được Văn Cao sáng tác và được trình bày theo thể điệu hợp ca. Thank you.
sông Hồ. Trước khi bước vào những khuynh hướng sáng tác khác của nhạc sĩ Văn Cao, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một ca khúc nữa thuộc thể loại hùng ca của nhạc sĩ Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác ca khúc Không Quân Việt Nam vào khoảng năm 1945. Khi ấy, Việt Nam chưa có binh chủng không quân. Không hiểu con người nghệ sĩ của nhạc sĩ từ đâu đã có cảm xúc về những cánh chim bằng bay lượn trên bầu trời Việt Nam để sáng tác ca khúc này một cách độc đáo và hiện thực như vậy. Toàn bộ ca khúc đẹp như một bức tranh sinh động trên bầu trời, với những đàn chim sắt hùng dũng bay trên không trung cao xanh. Không quân Việt Nam ra đi, cánh bằng lướt gió rợp trời quê hương, để cùng nhau bảo vệ không phận nước nhà. Ca khúc này đã một đời gắn kết với binh chủng không quân hào hùng. Tuy nhiên, ở miền Bắc, do những áp lực chính trị sau đợt Nhân Văn Giai Phẩm, Không Quân Việt Nam đã không có cơ hội phổ biến. Và tại miền Nam, với chính thể tự do, Việt Nam Cộng Hòa đã chọn bài hát này là bài hát chính thức cho binh chủng không quân của nước Việt Nam Cộng Hòa. Có những nguồn dư luận cho rằng Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng trái phép ca khúc Không Quân Việt Nam. Nhưng nếu bỏ qua những yếu tố chính trị, thì ai có thể dám nói nhạc sĩ Văn Cao, một con người có tâm hồn nghệ sĩ hiếm thấy, đã không vui và tự hào khi đứa con tinh thần, một sáng tác của ông, đã vượt qua được biên giới và được hát vang khắp nơi tại miền Nam. Và cho đến ngày hôm nay, khi nhạc sĩ Văn Cao đã ngàn đời yên nghỉ, những cánh chim bằng đã rũ cánh bay và những ánh tinh cầu đã bay mịt mù vào cõi vô cùng, thì ca khúc Không Quân Việt Nam vẫn còn mãi mãi tồn tại và có một vị trí trang trọng trong tâm hồn những người yêu nhạc. Đây đó hồn nước ơi, Không Quân Việt Nam vút trên ngàn mây gió, ôi phi công danh tiếng muôn đời, nhìn xa phi trường Việt Nam, không quân ra đi cánh bay rợp trời. Trên mây xa, ta là tình cầu thay trong đêm trời.
là người vượt qua biên giới quyết chiến đấu, đã chiếm chiến công ngang trời. Giờ đoàn người còn vượt qua biên giới quyết chiến đấu, đi không ai tìm xa khơi. Lúc đất nước quân bao người có phần yêu ra đi, thôi tiếc tâm thân làm gì. Giờ về một lòng vượt trên lưng gió quyết chiến đấu, nhớ lấy phút giây từ ly. Ta là đàn chim bay trên cao xa, khi nhìn qua khói những tình thành ta, đôi cánh tung hành vượt trên mây xa. Ta là tình cầu bay trong đêm xa, đây đó hồn nơi hoa quân Việt Nam phủ trên ngàn mây gió. Quý vị vừa lắng nghe một bản hợp xướng trình bày nhạc phẩm Không quân Việt Nam của Văn Cao. Trước khi bước vào khuynh hướng sáng tác khác của ông, chúng tôi xin có vài nhận định về những bản hùng ca của Văn Cao. Người nhạc sĩ tài ba này đã phải sống dưới chế độ cộng sản. Dĩ nhiên, những sáng tác của ông dù muốn dù không vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi bộ thông tin văn hóa của chế độ độc tài đáng trị. Vì thế, những sáng tác của Văn Cao mặc nhiên bị áp đặt cho những ý tưởng của đảng cầm quyền. Bằng chứng là có những nhạc phẩm đã được Văn Cao sáng tác từ rất lâu vẫn bị gán ghép tư tưởng chính trị vào nhạc phẩm ấy. Bản Suối Mơ cũng như Bến Xuân bị gán ghép là Văn Cao đã sáng tác ở chiến khu. Sau khi ông gia nhập kháng chiến, sự thật không đúng như thế. Văn Cao không cần phải sống qua hay nhìn thấy mới có thể sáng tác. Ông đã sáng tác bằng tâm hồn, bằng trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Trong tình khúc của ông, hình ảnh người yêu thường chỉ là hư cấu. Cũng thế, trong nhạc hùng của ông, lý tưởng là một cái gì cao siêu diệu vợi và hình ảnh người chiến sĩ luôn nằm bên trên sự thật, không tìm thấy ở đời thường. Bằng chứng rõ ràng nhất là các hành khúc Không quân Việt Nam, Hải quân Việt Nam. Khi ông sáng tác hai nhạc khúc này thì cả miền Bắc lẫn Việt Nam Cộng Hòa trong Nam làm gì đã có các binh chủng ấy. Như vậy, nếu bắt buộc phải tìm cho ra sự liên hệ nào đó giữa nhạc Văn Cao và kháng chiến thì chỉ có thể nói chính những sáng tác của Văn Cao đã góp phần lý tưởng hóa, thi vị hóa những ngày kháng chiến, chứ không thể nói rằng kháng chiến đã tạo nên những nguồn cảm hứng cho sáng tác của Văn Cao như nhiều người gán ghép. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bước qua một khuynh hướng sáng tác khác, tương đối ít phổ biến hơn của nhạc sĩ Văn Cao, đó là sử ca. Nhận định một cách chính xác hơn, sử ca trong dòng nhạc của Văn Cao chưa thể coi là một khuynh hướng. Bởi nhìn lại những sáng tác trong sự nghiệp của ông, chúng ta thấy được rằng dường như ông chỉ sáng tác một ca khúc duy nhất có liên quan đến lịch sử, đó là nhạc phẩm Gò Đống Đa, được sáng tác vào năm 1942. Xin có đôi dòng lịch sử về Gò Đống Đa, một di tích lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm Kỷ Dậu. Gò Đống Đa là một gò đất và là một di tích nằm ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại đây, năm 1789,
quân Tây Sơn đã đại phá và đánh thắng quân nhà Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa, đêm rạng ngày mùng 5 tháng 1 năm Kỷ Dậu. Trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra tại Khương Thượng do đô đốc Đặng Tiến Đồng chỉ huy. Trận này đã diệt tan đồn Khương Thượng của quân nhà Thanh. Tướng nhà Thanh lúc bấy giờ là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ở núi Loa Sơn. Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long. Tương truyền sau chiến thắng, vua Quang Trung cho thu nhặt xác giặc, xếp vào 12 cái hố rộng, lấp đất chôn và đắp cao lên thành gò, gọi là Kình Nghê Quán, tức là gò chôn xác Kình Nghê. Cá kình và cá nghê là hai loài cá dữ ngoài biển. Đây là một cách gọi ám chỉ quân xâm lược Tàu. Theo truyền thuyết, 12 gò này nằm rải rác từ làng Thịnh Quang đến làng Nam Đồng. Trên các gò, cây cối mọc um tùm nên có tên là Đống Đa. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung đã phá tan 20 vạn quân Thành, giải phóng thành Thăng Long. Cũng giống như nhạc phẩm Trên Sông Bạch Đằng của Hoàng Quý và ca khúc Bạch Đằng Giang của Lưu Hữu Phước, gò Đống Đa của Văn Cao sáng tác đã nêu bật tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của tổ tiên dân Việt từ ngàn xưa với bao chiến công hiền hách khiến kẻ thù phương Bắc phải run sợ. 1.000 năm đô hộ dưới ách thống trị của quan quân xâm lược Bắc Phương, thế nhưng hàng hàng lớp lớp những anh hùng đã bất khuất vùng lên giành lại độc lập tự do cho đất nước qua nhiều thế hệ. Ước mong giới trẻ của nước Việt cũng biết noi gương tiền nhân, biết đoàn kết tranh đấu chống lại kẻ thù phương Bắc để giữ gìn mảnh đất thiêng liêng mà cha ông đã đổ biết bao máu xương để sáng lập và bảo vệ. Mời quý vị cùng lắng nghe bản sứ ca Gò Đống Đa của nhạc sĩ Văn Cao. Từng đoàn dân chúng trên đế đô.
mau xây ngàn tiếng ngàn tiếng xin lên còn vững vẫn giao mang tên mấy ai qua lòng khôn ngây cùng thăm nơi xưa ai là người sông bãi sùng dòng máu ai quốc lưu truyền trong bao đấng hùng ngày ngàn quân thanh chiến dưới toàn quân Việt Nam ta hãy cùng nhau bước qua một khuynh hướng sáng tác khác của Văn Cao, đó là truyện ca. Trong thể loại này, nổi bật nhất phải nhắc đến hai ca khúc Thiên Thai và Trương Chi. Thiên Thai là một ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Văn Cao. Ông đã sáng tác nhạc khúc này năm 1941, khi ấy ông mới vừa 18 tuổi. Thiên Thai được sáng tác phỏng theo thơ của Hoàng Thoại. Thiên Thai là một bài hát vừa có tính chất trường ca, vừa có tính chất nhạc cảnh. Nếu hình thức ca khúc trong tân nhạc Việt Nam cho tới năm nay vẫn còn nằm trong khuôn khổ một đoạn khúc, được ước định trong một số khuôn nhạc và một lối chuyển cung, chuyển điệu theo công thức, thì Thiên Thai của Văn Cao đã vượt ra ngoài cái ước lệ ấy để chia ra nhiều đoạn, nhiều cảnh, gồm tới con số 94 khuôn nhạc, tràn chứa những giai điệu thần tiên và những lời ca thần diệu. Nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã nhận định. Các nhà phê bình cho rằng, Thiên Thai tuy được viết vào thời kỳ tân nhạc Việt Nam còn phôi thai, nhưng cho đến nay, hình như cũng chưa có một ca khúc nào khác vượt qua được về cả hai phương diện giai điệu và lời ca. Biến đổi tiết tấu và thang âm của ca khúc hiện tại nghe lại vẫn còn thấy mới. Cái thế giới thần thoại của cổ tích không phải chỉ được Văn Cao minh họa bằng những màu sắc tuyệt vời, mà hình như ông còn tạo dựng bằng pha lê nữa. Mọi góc cạnh đều rắn chắc, màu sắc của nó còn có thể biến đổi tùy thuộc chủ quan của người thưởng ngoạn nữa. Truyện tích về Thiên Thai thì hầu như ai trong chúng ta cũng đã có lần nghe qua. Hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu cùng nhau vào núi hái thuốc, gặp một con suối lớn. Hai bên bờ suối có hai người con gái xinh đẹp. Đó chính là hai nàng tiên, đã lưu hai người lại trong nửa năm. Cả hai đều nhớ quê hương, bèn từ biệt các tiên nữ ra về. Sau khi về đến nơi, anh em bà con đã phiêu bạt đi đâu hết, nhà cửa cũng không còn. Hỏi ra thì không ai nhận ra họ, vì họ đã có con cháu đến bảy đời. Nghe ca khúc Thiên Thai của Văn Cao, người nghe cảm thấy như được xem một câu chuyện ly kỳ cuốn hút. Nếu chúng ta để cho tâm hồn mình lắng xuống, hãy gác một bên những bận bịu bộn bề của cuộc sống thường nhật, nhắm mắt và tĩnh tâm mà nghe ca khúc này, chúng ta sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng, an bình và mơ về một cõi thiên đường. Đây chính là giá trị đích thực và tuyệt diệu của ca khúc Thiên Thai. Và bây giờ, nữ ca sĩ Mai Hương sẽ dẫn đưa chúng ta vào cõi thiên thai của Lưu Thần và Nguyễn Triệu ngày xưa qua dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Cao. Chiều nay vang lừng trên sông, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên. Kia đường lên tiên, kia nguồn hương duyên, theo gió tiếng đàn sao xuyên. Phim tơ lưu luyến
Qua chủ đề sáng tác về quê hương, nhạc sĩ Văn Cao cũng đã sáng tác không ít những ca khúc thuộc thể loại này như Đêm Sơn Cước, Gió Núi, Ngày Mùa, vân vân. Nhưng vì khuôn khổ hạn hẹp của chương trình, chúng tôi chỉ xin gửi đến quý vị một ca khúc tiêu biểu cho khuynh hướng sáng tác này mà thôi. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin nói về nhạc phẩm Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung, là những câu mở đầu cho nhạc phẩm Làng Tôi đã được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào khoảng năm 1947. Theo lời của nhạc sĩ thì đây là một nhạc phẩm ông đã sáng tác
để tặng người vợ của mình sau khi hai người kết hôn như một món quà cưới tặng cho cô dâu mới là Nghiêm Thúy Băng, một tiểu thư của đất Hà Thành. Bối cảnh của nhạc phẩm là một ngôi làng có tên Lưu Xá thuộc huyện Chương Mỹ. Đây là nơi Văn Cao và vợ đã về tản cư, sinh sống một thời gian. Như hầu hết những ngôi làng của miền quê Việt Nam ngày ấy, làng Lưu Xá có lũy tre xanh bao bọc, nằm bên dòng sông êm ả và tĩnh mịch. Mỗi chiều, tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang. Tiếng chuông vang vọng, gây nên cảm giác bình yên, thanh thản trong một đời sống tràn đầy êm ấm của người dân trong làng. Nhưng rồi với chiến cuộc lan rộng thì khói lửa lan tràn về làng tôi và giặc Pháp kéo về gây bao tang thương đổ vỡ cho dân làng. Nhưng nhạc sĩ luôn vững tin sẽ có một ngày mà đời sống sẽ trở lại nếp sống an bình xưa cũ khi giặc Pháp đã bị tiêu diệt và những tiếng chuông chiều sẽ lại được ngân vang trở lại, đem an vui cho người dân. Được viết theo thể điệu van mượt mà, kết hợp với những ca từ giàu hình tượng, sống động, nhạc phẩm Làng Tôi đã được giới thưởng ngoạn, yêu thích và là một sáng tác giá trị trong dòng nhạc Văn Cao. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Hiền với nhạc phẩm Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Thù xưa bao căm
thôi đồng quê chào đón ngày mai. Vừa rồi là nhạc khúc Làng Tôi thuộc chủ đề quê hương do Văn Cao sáng tác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số ca khúc trong khuynh hướng sáng tác tình ca, cũng là khuynh hướng sau cùng được đề cập đến của Văn Cao. Nhắc đến tình ca của Văn Cao, chúng ta không thể bỏ qua ca khúc Buồn Tàn Thu. Vào thời kỳ của thập niên 1940, tức là ngay từ thuở sơ khai của nền âm nhạc, đã có một kẻ du ca mang nhạc phẩm Buồn Tàn Thu đi trình diễn khắp nơi trên mọi miền của đất nước, và là một trong những người hát bài này đầu tiên. Đó chính là nhạc sĩ Phạm Duy, người mà sau này đã trở thành bạn tri kỷ của nhạc sĩ Văn Cao. Buồn Tàn Thu được Văn Cao sáng tác khi ông mới vừa tròn 16 tuổi, và ca khúc này cũng là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Văn Cao. Buồn Tàn Thu không bao lâu đã trở thành một ca khúc nổi tiếng và trở nên bất tử trong suốt hơn 70 năm qua. Viết nhạc đối với Văn Cao như là một năng khiếu bẩm sinh, không cần đợi tuổi. Ca khúc Buồn Tàn Thu mang dấu tích của một câu chuyện chinh phục khúc. Nét cổ phong được thể hiện rõ ở những từ, những câu hát. Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên, chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề. Người chinh phục đêm đêm chờ chồng, nghe những bước chân độc hành trong sương gió ngoài kia. Biết bao lần nàng mong đó là bước chân của người yêu trở về. Nhưng hỡi ơi, những ái ân ngày cũ, những lời hẹn thề ngày xưa, nay đã trở thành xa xôi, rồi cũng cuốn theo những chiếc lá mùa thu cuối cùng đang dần tàn rơi. Buồn Tàn Thu là sáng tác đánh dấu một khuynh hướng riêng biệt của Văn Cao trong thời gian sơ khai của tân nhạc. Không ai có thể hiểu được vì sao một chàng thiếu niên chỉ mới 16 tuổi đã biết gì để có thể cảm nhận thế nào là kể má say xưa và tình xưa còn đó xa xôi lòng. Hay có thể nghe được tiếng thu đang tàn, xa dần vời vợi ngoài sương gió như nỗi lòng của một người con gái bẽ bàng vấn vương. Vậy mà Văn Cao đã nghe được, hiểu được và đã ghi lại những cảm nhận ấy, để hơn 70 năm sau, chúng ta vẫn còn có thể nghe được nỗi buồn của mùa thu năm ấy và cũng đồng thời cảm nhận được qua ca khúc Tiếng Mùa Thu Đang Chết, Rơi Theo Lá Vàng. Lòng buồn
Quý vị vừa lắng nghe ca sĩ Ngọc Hạ trình bày ca khúc đầu tay Buồn Tàn Thu của nhạc sĩ Văn Cao. Xét về số lượng, Văn Cao không phải là một nhạc sĩ có số lượng sáng tác lớn như Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn sau này. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn về lĩnh vực tình ca, thì Văn Cao phải được xem là một trong những nhạc sĩ hàng đầu. Chúng ta không có cách nào để chứng minh nhạc sĩ nào sáng tác tình ca hay nhất, vì cảm nhận của mỗi người đều khác nhau. Chỉ biết rằng, từ trước tới nay, nếu có ai ca ngợi nhạc tình của Văn Cao, thì không người nào dám lên tiếng phản đối. Phải chăng như thế đã là quá đủ để xác định vị trí hàng đầu của ông trong lĩnh vực tình ca? Văn Cao sáng tác rất sớm, giống như nhiều nhạc sĩ trẻ thời bấy giờ. Ông chịu ảnh hưởng bởi văn chương thi ca lãng mạn Pháp, cũng như Đặng Thế Phong, Văn Cao đã bị mùa thu ám ảnh. Một việc mà ông nửa đùa nửa thật giải thích rằng bởi vì ông sinh ra vào mùa thu.
Nhưng khác với cái mê luyến, bi lụy trong nhạc Đặng Thế Phong, Mùa Thu của Văn Cao chỉ man mác, mang vẻ sầu nhẹ nhàng của một bài đường thi. Nối tiếp dòng nhạc tình của Văn Cao, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bản tình ca khác của ông, được sáng tác năm 1942, nhạc phẩm mang tên Cùng Đàn Xưa. Đây là một ca khúc mang nhiều âm điệu buồn, tạo cho người nghe rất nhiều cảm xúc, đồng thời cũng là một ca khúc chuyên chở rất nhiều hình ảnh, nhất là những người đã từng yêu và đã từng nói lời chia tay với cuộc tình xa xưa ấy, lại càng thấm thía nỗi đau của một cuộc tình tan vỡ. Cung Đàn Xưa có thể nói là một trong những bản tình ca hay nhất của nhạc sĩ Văn Cao. Cung Đàn Xưa là một sáng tác mang hình ảnh của mùa xuân, nhưng người nghe lại cũng chỉ cảm nhận được cái hồn của một mùa thu. Vì mùa xuân, trong nhạc Văn Cao, cũng chỉ là một dáng xuân tàn. Hồn cầm phong sương, hình dáng xuân tàn, ngày dần buông trôi, sầu vắng cung đàn. Cung Đàn Xưa được đánh giá là một tuyệt phẩm theo như nhận định của nhạc sĩ Phạm Duy sau này. Phạm Duy đã nói, những cô hái mơ, cô bán hoa, cô hàng nước, cô lái đò hay cô lắng giềng mà ta thấy xuất hiện trong các bản nhạc tình ngày xưa đó, làm sao mà có được những gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương như trong Cung Đàn Xưa của Văn Cao. Chỉ cần 12 chữ và dù chỉ để xưng tụng một người tình tưởng tượng mà thôi, Văn Cao đã đưa nhạc tình vượt khỏi những khuôn sáo cũ mềm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Cung Đàn Xưa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Cầm phong sương in dáng xuân tàn, ngày dần buông trôi sâu vắng cung đàn. Từ người ra đi chờ vắng tin người, từ người ra đi là hết mơ rồi. Cung thương là tiếng đàn, cung nam là tiếng người. Còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cành hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi hôn hoàng xuống dần, trăng lên hoàng mai, sầu bao la. Hồn cầm phong sương hình dáng xuân dần buông trôi sâu vắng cung đàn, từ người ra đi chờ vắng.
quảng trường. Giờ còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi hồn hoàng xuống dần, trăng lên vàng mãi lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa ngàn lao, thật thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la. Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa ngàn lao, thật thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la. Quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức hai tuyệt phẩm trong dòng nhạc tình của Văn Cao, đó là Buồn Tàn Thu và Cùng Đàn Xưa. Nhưng nếu nhắc đến Văn Cao mà không đề cập đến Suối Mơ, một nhạc phẩm vô cùng nổi tiếng đã gắn liền với tên tuổi của ông, thì quả là một thiếu sót rất lớn. Hãy nói về Suối Mơ, chỉ cần qua bốn câu đầu, người nghe đã thấy Văn Cao viết bản nhạc này bằng tâm hồn của một nhạc sĩ và đôi mắt của một họa sĩ. Suối Mơ bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa đi sao gió vương, bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương. Lại cũng hình ảnh của mùa thu, đây không phải là lần đầu, cũng không phải lần duy nhất hình ảnh của một con suối được đưa vào âm nhạc. Nhưng có lẽ không con suối nào có thể sánh được với Suối Mơ bên rừng thu của Văn Cao. Về phần kỹ thuật, khi viết bài Suối Mơ, Văn Cao đã sử dụng một ước lệ có từ bao đời trong cách viết nhạc của Tây Phương. Đó là điệp khúc viết bằng âm giai thứ rồi chuyển qua âm giai trưởng ở phiên khúc. Những ai từng biết điệm đàn chắc hẳn cũng đã hiểu được tác dụng của việc chuyển đổi âm giai này. Dĩ nhiên, nhạc sĩ sáng tác nào cũng biết ước lệ ấy, nhưng Văn Cao đã vượt lên tất cả. Là một nhạc phẩm trữ tình, lãng mạn tột độ, Suối Mơ của nhạc sĩ Văn Cao đã được sáng tác vào khoảng năm 1942. Và theo lời người thân của nhạc sĩ cho biết, thì ca khúc này được sáng tác từ cảm hứng của một dòng suối tại thị trấn có tên Đồng Mỏ thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đây là một thị trấn khá sầm uất và là nơi các văn nghệ sĩ thường đến thăm viếng. Và dòng suối này nằm bên đền cấm. Nhưng với những biến đổi phát triển của con người, khu vực này đã biến đổi nhiều và có lẽ ngày hôm nay thì những khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của Suối Mơ như dòng nước êm đềm lặng lờ trôi dưới ánh nắng tơ vàng óng ả của mùa thu, cùng hương hoa theo gió bay ngạt ngào và còn hoang sơ đến nỗi đàn nai vui đùa mà không hề phải e dè, sợ hãi. Ngày hôm nay, bây giờ sẽ chỉ còn là dòng suối trong mơ, trong tâm tưởng của những người đã từng một lần đặt chân đến nơi đấy. Ca khúc mang âm hưởng rất trữ tình và dạt dào tha thiết, đưa hồn người nghe vào những cảm xúc bồi hồi với hạnh phúc, tiếc nuối và biết bao hoài niệm về một quá khứ như vẫn còn đâu đây lắng đọng trong tâm hồn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca sĩ Ý Lan trong bản tình ca bất hủ Suối Mơ của nhạc sĩ Văn Cao. Thank you.
bờ xanh ngát bao đôi cây thủy dương. Xuôi ơi, ơi nguồn yêu mến, còn đi khi bóng ai tìm đến. Đàn ai nắn được Phạm Duy đánh giá là cực điểm của lãng mạn tính trong ca nhạc Việt Nam. Hầu hết những hình ảnh người đẹp trong nhạc Văn Cao đều là hư cấu, thế nhưng cũng có một ngoại lệ, một người con gái có thật đã xuất hiện trong nhạc của Văn Cao, đó là nữ ca sĩ Hoàng Oanh ở Hải Phòng thời bấy giờ. Điều rất ít người biết, và cái xu ít ấy hẳn cũng chẳng hề nói ra khi Văn Cao còn sống. Mãi tới năm 1997, tức là 2 năm sau khi ông qua đời, điều này mới được công bố ra và đã được gia đình Văn Cao xác nhận câu chuyện đó là sự thật. Ngày ấy, nữ ca sĩ Hoàng Oanh của Hải Phòng đến thăm Văn Cao tại Bến Đò, tạo cảm hứng cho ông viết bản Bến Xuân. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần. Đó là Hoàng Oanh đến thăm Văn Cao trên bến đò rừng. Có lẽ người đẹp chỉ đến một lần rồi không đến nữa, nên trong lời ca thứ hai của bài Bến Xuân, Văn Cao kể lể: nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em đến tôi một chiều.
bến nước tiêu điều, còn hàn in nét dáng yêu. Vì vậy nên Văn Cao sáng tác Bến Xuân như một hoài niệm xót xa và đẹp đẽ, nói về một cuộc tình vừa mới nhen lên đã tắt. Nữ ca sĩ Hoàng Oanh mà chúng tôi đang đề cập đến ở đây là Hoàng Oanh của dòng nhạc tiền chiến, chứ không phải ca sĩ Hoàng Oanh sau này. Và nếu quý vị đã theo dõi chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc từ ban đầu thì chắc hẳn vẫn còn nhớ chúng tôi đã từng đề cập đến người nữ ca sĩ này trong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 22 dành cho nhạc sĩ Hoàng Quý. Ca sĩ Hoàng Oanh này chính là nguồn cảm hứng và là nhân vật có thật trong nhạc phẩm bất hủ Cô Láng Giềng của Hoàng Quý. Sau khi đến thăm và từ giã Văn Cao, cô đã theo nâng khăn sửa túi cho nhạc sĩ Hoàng Quý. Chỉ tiếc rằng cuộc hôn nhân giữa Hoàng Oanh và Hoàng Quý quá ngắn ngủi, họ chỉ sống với nhau được vài năm thì nhạc sĩ Hoàng Quý đã lâm bão bệnh mà qua đời. Hoàng Oanh trở thành một quả phụ đa cảm, đa sầu. Chiến tranh lan tràn, người thiếu phụ theo ban ca kịch đi kháng chiến để phần nào nguôi quên sầu muộn. Mùa xuân năm 1947, nàng tái ngộ Văn Cao ở Việt Trì. Khi ấy, được sự yêu cầu của nhiều người, chàng du ca Phạm Duy đã ôm đàn hát lại bài Bến Xuân. Một bến xuân của ngày trước, chứ không phải là bến xuân của kháng chiến. Khi mà với một dụng ý nào đó, người ta đã đổi tựa thành đàn chim Việt, rồi đặt cho những lời ca mới như Thái Nguyên tung hoành rồi, Bắc Sơn kia thời tung cánh, vân vân. Và bây giờ, để kết thúc cho chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 36 tưởng niệm nhạc sĩ Văn Cao, chúng ta hãy cùng lắng nghe nam ca sĩ Duy Quang kể lại câu chuyện của ca sĩ Hoàng Oanh đã đến thăm nhạc sĩ Văn Cao, chắc hẳn đã để lại trong tâm hồn ông một vết thương lòng, mà vết thương ấy có lẽ đã theo ông cho đến hết cả cuộc đời. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi chim trong nắng ríu rít ca. Cành đào hẹn nắng tràn hòa, chim ca thương nhớ, chim ngân sao. Hồn con ngây ngất trầm vương, dìu nhau theo dốc suối nơi ven đồi. Còn thấy chim ghen lời âu yếm, tới đây chân bước lòng ngập ngừng. Gian em như bóng thuyền soi nước, ta mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm đâu còn trên lớp sóng xuân. Ai tha hương nghe xíu rít oanh ca, canh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua.
Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều, bên nước tiêu điều còn hằn in nét dáng yêu. Từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru, lệ mùa rơi lá tràn hoa, chim reo thương nhớ, chim ngân xa u, hồn mùa ngây ngất về đâu. Người đi theo mưa gió xa muôn trùng, lần bước phiêu du về bên cũ. Tới đây mây núi đồi chập trùng, liễu sương hớt tóc vàng trong nắng, gót áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bên xuân. Sương mình mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm đâu còn trên lấp sóng xuân. Ai tha hương nghe xíu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Nhạc phẩm Bến Xuân của nhạc sĩ Văn Cao vừa kết thúc chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 36. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin thân ái gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả. Ước mong mọi người sẽ tiếp tục hỗ trợ tinh thần cho chương trình bằng cách đăng ký kênh, để lại lời bình luận, cũng như chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người quen, để góp phần bảo vệ gìn giữ những gì còn sót lại từ một thời vàng son của nền âm nhạc Việt Nam. Tơ Lòng Trên Phím Nhạc hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ tới.